Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên đã huy động được gần 5.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn ngân sách của tỉnh, của huyện và xã là trên 3.500 tỷ đồng, gần 1.200 tỷ đồng là nguồn vốn nhân dân đóng góp. Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tất cả xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Hiện tỉnh đang nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng, chú trọng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh ưu tiên công trình dự án có động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhu cầu cấp thiết của người dân, thường xuyên quan tâm tới bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Đồng thời, tỉnh chú trọng đầu tư trực tiếp cho các địa phương phát triển chương trình sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất theo chuỗi, giá trị gia tăng và hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thí điểm xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP có hiệu quả, phát triển các ngành nghề nông thôn, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ, kết hợp dịch chuyển dần lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực kinh tế khác, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 102 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 160 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, huyện Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chất lượng đạt chuẩn và duy trì bền vững kết quả của một số xã đạt chuẩn còn hạn chế. Cùng với đó, chất lượng công trình dự án về cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng, dẫn đến chất lượng của một số chỉ tiêu trong các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới vẫn còn thấp, nhất là một số cơ sở hạ tầng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, trạm y tế. Nhằm tiếp sức cho các địa phương sớm về đích và tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ngày 7 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 415 NQ-HDNZ thông qua chủ trương phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Theo đó, trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh Hưng Yên dành trên 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Trong số đó, tỉnh ưu tiên hỗ trợ các xã có tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời ưu tiên hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt nhưng ở mức đạt của một số chỉ tiêu còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu theo các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trong giai đoạn 2024-2025, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư 24 công trình trường học, 232 phòng học và nhà hiệu bộ, nhà đa năng, 185 công trình giao thông, đường, cầu giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 220 km, 14 công trình nhà văn hóa và 4 trạm y tế. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu sẽ có từ 1 đến 2 huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Văn Giang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và là huyện đầu tiên của tỉnh này về đích nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện, ngày 1 tháng 9 năm 1999, ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn
thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng những kết quả, những ấn tượng mà huyện Văn Giang đã đạt được sau 25 năm tái lập, đồng thời đề nghị huyện này tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai các công trình dự án phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng huyện Văn Giang cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ và công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Huyện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái gắn với phát triển dịch vụ nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương này cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, phục vụ triển khai các dự án đầu tư công, nhất là dự án đường vành đai 4, dự án đường vành đai 3,5, khu trung tâm hành chính mới, các dự án khu đô thị, khu nhà ở. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên lưu ý, thời gian tới huyện Văn Giang cần tăng cường đầu tư công đi đôi với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân của các dự án đầu tư khu đô thị, nhà ở hiện đại, thông minh, sinh thái, các dự án thương mại dịch vụ, giáo dục, đào tạo. Qua đó tạo đột phá về hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, gắn với đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 3 và loại 2. Huyện tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch, tạo động lực mới phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2024 không còn hộ nghèo. Sau 13 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Giang đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 29 trên 79 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng gấp 44,06 lần so với năm 2000. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, gấp hơn 3.500 lần. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng một người trên năm. Giá trị thu trên 1 hecta canh tác đạt 442,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức thấp nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Năm 2025, huyện Văn Giang phấn đấu sẽ có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người 155 triệu đồng một người trên năm, phấn đấu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.